Ồ, chỉ mới có mấy tiếng thôi mà hôm nay Hồng nhìn tóc của Thương rất là cá tính. Chắc là chỉ cần Hồng làm một lớp nền và đôi môi đỏ lì một chút thì tối nay chắc Thương xuất hiện trước mặt bạn trai sẽ rất là ấn tượng. Và bạn trai chắc rất là bất ngờ lắm đây. Thương có một vóc dáng rất là cao ráo và một gương mặt rất là nữ tính. Nhưng Hùng xin góp ý một vài khuyết điểm trên gương mặt của Thương. Gương mặt hơi ngậm, sống mũi thì không cao lắm và đôi môi hơi dày và rộng một tí. Thì ngày hôm nay Hùng sẽ biến hóa và thay đổi cho Thương để trở thành một cô gái cá tính hơn và sexy hơn. Bước đầu tiên Hùng sẽ vệ sinh da bằng toner nước hoa hồng để làm sạch bề mặt da. Với các bước đánh nền thì Hùng sẽ dùng kem nền BBY của Maybelline đánh tổng thể gương mặt của Thương để làn da của Thương sáng mịn hơn và tránh bị bóng dầu. Sau khi hoàn thành bước nền của BBY, Hùng sẽ sử dụng phấn hút dầu sáng mịn để làn da của các bạn tránh đổ dầu và sẽ giữ bền hơn suốt buổi tiệc. Hôm nay về phần màu mắt, Hùng sẽ sử dụng phấn mắt 5 màu Hyper Diamond. Hùng sẽ đánh kiểu mắt khối để tạo cho đôi mắt Thương thêm phần sâu hơn và cá tính hơn. Sau khi hoàn thành đôi mắt, Hùng sẽ dùng bút kẻ mắt 2 bình sáp kẻ trên viền mắt để giúp đôi mắt thêm phần sắc nét hơn. Để đôi mắt thêm phần hoàn hảo, Hùng sẽ dùng mascara Magnum chuốt mi trên và mi dưới để tăng thêm phần long lanh cho đôi mắt và sâu hơn. Bây giờ kế tiếp là Hùng sẽ đánh đến vùng môi. Các bạn dùng kem nền BBY đánh mỏng một lớp lên môi để khi đánh son lên, màu son sẽ bật màu hơn và bám chặt hơn. Sau khi đánh một lớp phấn BBY lên môi, Hùng sẽ sử dụng màu son matte 4. Bước cuối cùng là phần má hồng. Hùng sẽ chọn màu hồng nhẹ, đánh nhẹ lên vùng gò má để tăng thêm phần quyến rũ và trẻ trung hơn. Thực ra thì bạn Thương là một người khán giả mà trước đó thì chưa biết đến một người mới một tí nào, đúng không? Mặc dù chương trình của chúng tôi cũng tương đối là nổi tiếng rồi nhưng mà có một người không xem TV bao giờ nhưng hôm nay thì có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Thì trước tiên là phải cảm ơn bạn trước là có một cái phần quà đến từ Maybelline New York. Thực ra chúng ta hay lấy một cái sự kiện để chúng ta trang điểm và làm đẹp. Ví dụ như chúng ta phải đi chơi, chúng ta phải đi đám cưới, chúng ta phải đi sinh nhật. Ví dụ hoặc là chúng ta kỷ niệm hơn 2 năm với bạn trai thì chúng ta mới làm đẹp. Nhưng thực ra thì con gái thì cần làm đẹp mỗi ngày, đúng không? Một cái vẻ đẹp trẻ trung sexy không phải đợi đến lúc mà chúng ta định đi bar, đi chơi buổi tối thì chúng ta mới phải đẹp, đúng không? Nhưng mà cả ngày hôm nay thì cái phần nào nếu bây giờ nghĩ lại bạn thấy thích nhất ạ? Nói chung là mỗi một phần đó thì có những cái thú vị riêng, mỗi một phần thì em lại có những cái thích thú riêng. Như chúng ta nói là hôm nay chủ đề của chúng ta là chúng ta sẽ đi chơi buổi tối này. Thế bạn trai đã chờ sẵn để đưa đi chơi buổi tối chưa? Dạ rồi chị. Ok, thế thì theo bạn đoán là bạn Tài sẽ phản ứng như thế nào với hình ảnh mới? Em nghĩ là sẽ bất ngờ và sẽ ngạc nhiên. Trước khi mà chúng ta xem là bạn trai của bạn Thương ngạc nhiên như thế nào thì có lẽ là thì mình sẽ chờ đợi là xem chính Thương khi mà nhìn vào gương, khi mà thay đổi. Bây giờ chúng ta chưa có thay đổi trang phục, chúng ta mới chỉ nhìn thấy ở phía này thôi. Nhưng mà khi mà thường thì mọi người sẽ rất là bất ngờ khi mà chúng ta thay toàn bộ trang phục, tức là chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái cơ thể, gương mặt của mình. Bây giờ bạn đã sẵn sàng nhìn thấy chính hình ảnh của bản thân mình chưa nào? Dạ em sẵn sàng rồi chị. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chờ trong giây lát nhé. Nói chung là bạn Tài đã đứng đây đợi, cái cảm xúc hiện tại như nào rồi? Đang rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp. Chúng tôi sẽ tăng thêm cái phần hồi hộp đấy bằng cách là sẽ bịt mắt bạn lại. Thực ra là chắc chắn là bạn gái bạn sẽ đẹp hơn. Nhưng bây giờ đẹp cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ để cho bạn bất ngờ. Bản thân thì bạn Thương cũng sẽ được bịt mắt bởi bạn Thương cũng đang rất là hồi hộp về chính toàn bộ cái hình ảnh mới của mình.
Bây giờ thì mình sẽ xin các bạn bịt mắt lại nhé. Lặng nhìn nhau không nói gì đấy. Tưởng là phải hòa vào ôm hôn em đẹp quá hay gì chứ, phải rap một bài hay gì chứ. Trời thì thấy rất là sự cảm xúc bây giờ thì không có thể là diễn tả được. Vì thấy bạn gái của mình hoàn toàn khác, nhưng mà thật sự là rất là đẹp. Thật là đáng yêu, lần đầu tiên thấy một bạn trai xúc động quá. Bản thân Thương thì sao? Em bình thường em cũng nghĩ ra nhiều thứ, nói ra nhiều thứ cũng vậy mà không biết nói gì hết á chị. Nhưng mà thật sự thì dù làm một món quà như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần làm của người đó dành cho em thì đó nghĩ tới em, đó là điều khiến em cảm thấy rất là vui rồi. Và đặc biệt là một món quà bất ngờ và tuyệt vời như vậy nữa. Có vẻ như chúng tôi làm rất nhiều thứ đúng không? Rất là nhiều các chuyên gia đến làm, nhưng mà xuất phát điểm phải là từ bạn trai. Bạn ấy tại sao bạn lại nghĩ đến chuyện này, và thậm chí là bạn ấy đồng ý làm chuyện này? Bởi vì chuyện này là khá nguy hiểm đúng không? Mình chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu bạn gái mình đến cuối trông lại khác hẳn thì sao. Nhưng mà thứ nhất là cần sự dũng cảm, thứ hai đúng là một cái câu chuyện tình cảm xúc động, bởi vì một người bạn trai nghĩ cho bạn gái. Bạn gái thì hay nghĩ hay tặng quà cho bạn trai rồi, nhưng mà bạn trai tặng quà cho bạn gái, tặng cả một ngày mới như thế này, và thậm chí là rất là nhiều cái khoảng thời gian mới sau này của hai bạn nữa. Bắt đầu bằng một cái điều thực sự rất là bất ngờ, bằng một niềm vui rất là bất ngờ, và kết thúc thì cũng bằng một cái điều rất là tuyệt vời. Điều đầu tiên thì Thương xin được cảm ơn tới bạn trai của mình đã dành cho Thương một món quà đặc biệt và ngọt ngào như vậy. Thứ hai thì xin được gửi lời cảm ơn tới chương trình Một Ngày Mới, một chương trình rất là thú vị, mang tới nhiều điều bất ngờ và nhiều niềm vui đối với những khán giả, đặc biệt là những người mà ít theo dõi truyền hình như mình. Sau chương trình này thì có lẽ mình sẽ trở thành một fan ruột của chương trình Một Ngày Mới. Và điều thứ ba thì mình cũng muốn chia sẻ cùng với các bạn, đó là một ngày hôm nay được ở cạnh một ekip làm việc rất là vui vẻ, nhiệt tình và hết mình như vậy, đó là một kỷ niệm rất là tuyệt vời đối với mình. Đó là một món quà thực sự là ý nghĩa đối với mình trong ngày hôm nay. Và đúng như cái tên gọi của chương trình Một Ngày Mới thì ngày hôm nay mình đã thay đổi con người mình rất là mới mẻ rất là nhiều, và để đón chờ những ngày sau cũng là những ngày mới mẻ nhiều hơn. Thực ra thì mình nghĩ đây là một cái kết vô cùng lãng mạn, nhất là cái khoảnh khắc mà bạn Tài được mở băng, một cái băng bịt mắt ra và ngỡ ngàng đến mức mà không nói được gì. Còn bạn Thương thì cũng từ đầu đến giờ chứng tỏ là một cô gái cũng rất là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không nói được gì. Thì cái cảm xúc này là thật, và một ngày mới này thì đúng là một ngày mới rất là thật, rất lãng mạn, rất đẹp. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ dành cho cái khoảng thời gian, cái hình ảnh mới, cái món quà này được tận dụng triệt để. Tức là hai bạn sẽ có cái khoảng thời gian bên nhau, có thể là cùng dắt nhau đi một quán bar, nhà hàng nhá. Bây giờ thì dành thời gian cho cả hai bạn.